check internal origin không? Rồi bỏ cái dấu tích ra đi. Internal origin dưới chữ hai đường line á. Rồi ok. Rồi giờ em vô VG tắt vật liệu cũ sang. Bấm VG. Rồi chọn clone. Rồi ok. Rồi ok, giờ em kéo cái view đó. Em kéo cái view đó vô trong cái bản vẽ. Đúng rồi. Rồi, thấy nhỏ không? Bấm vô, vô. Rồi, thấy nhỏ không? Có. Rồi, thì nhấp đôi vô đó. Nhấp đôi vô cái đó luôn, nhấp đôi vô cái đó luôn. Rồi, thấy cái tỷ lệ dưới 1 chia 100 không? Chỉnh là 1 chia 50. Đó, nó sẽ bự ra. Rồi, nhấp đôi ra ngoài. Nhấp ra ngoài cái vùng trắng trắng á. Ừ, rồi. Đó, giờ vậy thì giờ sao mình bấm mình xóa đi rồi mình kéo vô lại là ok. Ok, tương tự em kéo cái mặt cắt cho. Mặt cắt thì mình xem rồi. Không, mấy cái đó em cắt đây, em đừng có vô sâu với nó. Em lên mặt cắt em cắt chưa? Thì em Rồi vô là rồi. cái mặt bằng kia thôi ha. Đúng rồi, xong em đổi tên liền. Em ẩn cái cây ở đây đó, em bấm thấy cái chữ family không? Bấm vô cái dấu trừ đi, đừng có để nó sổ ra nha. Rồi. Rồi kiếm cái cây thư mục đi theo không đó, rồi đổi đổi tên đi, rồi xóa mấy cái mặt cắt kia đi. Rồi, ok nha, anh tiếp tục. Vâng, cảm ơn anh. Rồi. Thì mình kéo thử để mình coi cái view này nha. Rồi, ok. Thì bắt đầu này mình vô mặt cắt. Vì sao mình kêu các bạn á là lưu cái mặt cắt này. Đó. Thì các bạn coi nè, mình mà tạo cái mặt cắt này á, các bạn thấy một cái chữ là view group không? View group. Rồi, nếu mà mình làm mà kiểu như từ đầu đến cuối nha, thì mình sẽ đánh số, các bạn có thấy không? Basement plan nè, working structure plan nè. Đó, rồi working elevation nè. Rồi, giờ mình sẽ gọi cái đây là, ví dụ mình gọi cái đây là số 10 đi, thì cái chỗ đây á, cái chỗ đây cái view group á, mình sẽ ghi là 10 nè. Chấm. Mặt cắt thép sàn nha. Mặt cắt thép sàn. Tương tự như vậy, cột cũng vậy, dầm cột vách dầm sàn gì cũng vậy. Các bạn tại cứ tạo cho mình một cái view, một cái group vậy nè. Mặt cắt thép sàn để người ta để sao để khi khi mà làm revit á, các bạn phối hợp cho rất là nhiều người, để khi một người khác mà vô cái file của mấy bạn á, mình người, người ta không cần làm gì hết, người ta cũng có thể hiểu. Rồi ok, mình sẽ lưu vậy để dễ kiếm. Ví dụ như bạn lợi lúc này bạn hỏi thì kiếm ở đâu, thật nếu mà các bạn có thể đi theo không nhá, đồ các bạn có thể kiếm được một cách nhanh chóng, bởi vì mình không cắt một cái mặt cắt đâu, mình sẽ cắt mấy trăm cái mặt cắt đó. Nếu mà sau này làm, nếu mà làm mà bài bản á là mấy trăm cái mặt cắt nha. Rồi ok, thì cái đây các bạn coi nè, đang là cái gì, đang là dầm đúng không, cái đây là dầm, cái đây là sàn. Rồi vậy á, mình thì mình hồi bữa mình kêu các bạn sao sẽ ưu tiên sàn ăn dầm và đôi lúc là dầm ăn sàn đó. Khi nào mà sàn ăn dầm và khi nào mà dầm ăn sàn đó, khi triển khai thiết, giờ các bạn coi nha, khi mà triển khai thiết dầm á, để mình sẽ tắt cái vật liệu của thiết dầm đi nha, mình tắt vật liệu thiết dầm đi. Structural framing thì á, mình sẽ chỉnh bên projection, project surface hay là bên kết, mình sẽ chỉnh bên kết nha, bởi vì cái dầm này là mình đang cắt ngang qua nó. Rồi giờ các bạn cứ tưởng tượng nếu mà triển khai thép dầm á, thì có bao giờ các bạn thấy cái mặt cắt dầm mà nó kiểu này chưa? Mình bật lên nè, có bao giờ thấy cái mặt cắt dầm nó kiểu này chưa? Chưa bao giờ đúng không, chưa bao giờ thấy cái mặt cắt dầm kiểu này hết đó. Còn mà nếu làm thép sàn á,
Còn nếu mà làm phím sàn nó có bao giờ các bạn thấy cái mặt cắt cái nét sàn nó kiểu ra chưa? Cũng chưa bao giờ. Nó sẽ liền nhau ha, nó sẽ liền liên tục với nhau á, nó sẽ liên tục với nhau. Bây giờ rồi thì giờ ở phần đây á, mình sẽ bao giờ làm vậy, mình sẽ ưu tiên là sàn ăn dầm nha, sàn ăn dầm. Không biết mình gửi lộn file với bạn ta. Ở xong chưa? Đây tầng mấy không? Rồi giờ cái tầng 7 nha, mình sẽ đổi thành sàn ăn dầm nè. Bằng cách này mình chọn AW, AW mình chọn cái sàn, xong rồi mình chọn hết cấu kiện ngang. Vì sao giờ mình đang muốn là sàn ăn dầm, rồi cứ enjoy. Rồi ok, xong qua mặt cắt nè. Để hiểu AW nè, xong sẽ quyết hết. Ủa nó có cái gì ở đây? Để mình crop bự ra xem. Đây là tầng 7 nè. Ủa coi là phải tầng 7 không? Đúng rồi tầng 7. Rồi, AOV chọn ở đây. Xong rồi mình chọn hết cái này. Ok, các bạn chọn cái thứ hai nha, nó bị cái lỗi gì á, đây là gì đấy, để mình gửi một cái file khác cho cái file lên link từ robot qua nó ấy, đợi xíu nào. À rồi rồi, hôm bữa xóa nhầm cái file này rồi. Ủa thì chứ bạn chờ xíu.
Chà, này vị thế không có cơ sở lấy cái này nha. Rồi, ok, để mình gửi giao cái file này. Rồi các bạn tải về giúp mình luôn nha. Mình đang lót lên. Rồi mình cứ vô lại một bàn tầng 7 rồi mình cắt ra nha. Hay để mình làm nó hơi hơi từ từ tại để mình làm xong cái này rồi mình gửi lại luôn nha. Để mình vô tầng 7 nè. Rồi ok. Rồi mình sẽ chỉnh một chia 50. Rồi. Để mình chỉnh cái dạng này đi, chỉnh qua file lớn nhất. Rồi, mình chỉnh cái dạng đây cũng được. Rồi, mình sẽ crop view. Bật này lên crop lại. Nó nhanh. Tức là nhiều mất công lên rồi. Rồi ok. Rồi, đây là một cái bệnh viện nữa. Ok. Mình gửi lại nè. Rồi, ok các bạn tải với rồi nha, tải với bật file lên. Rồi mấy bạn tạo nó hết chưa? Rồi tiếp Rồi tiếp tục nha. Rồi chắc cần thêm một phút nữa. Cần thêm một phút nữa tải nữa. Rồi tiếp tục thực ra cái bước lúc nãy á, cái bước lúc nãy tới đó vẫn tức là vẫn có triển khai tiếp được, nhưng mà về sau á
về sau về mấy ngày sau á thì sợ là nó gặp sự cố nên mình phải đổi thêm cái file này luôn. Rồi giờ cắt cái mặt cắt, các bạn cắt cái mặt cắt qua đó, mình sẽ cắt một cái mặt cắt qua đây. Rồi ok, thì là một chia 100 hay một chia 50 cũng được nha. Chia 50 cái này hơi nhỏ. Rồi cắt cái mặt cắt qua. Rồi vô vừa rồi chỉnh lại cái vật liệu sàn nè. Rồi mình sẽ cắt một cái mặt cắt qua đây. Rồi bấm vô đây, vô go to view. Đó, mình sẽ thấy được những cái đây. Ủa, con số đây có thấy không rồi. Rồi mình quét hết cái này đi. Mình quét hết cái này, mình view. Mình chọn là rebar. Cái mình xóa hết đi. Rồi xóa hết đi. Rồi ok. Thì lúc nãy mình tới bước này rồi đúng không? Rồi giờ coi cái mặt cắt này, đi theo một. Đi theo một này thì mình sẽ lưu nó thành mặt cắt 11. 11. Rồi thì cái view group á mình sẽ lưu nó ví dụ như là mặt cắt thép sàn đi. Hoặc là mình ghi là thép sàn. Còn nếu các bạn muốn lưu tiếng Anh á thì sẽ là rebar floor. Lưu tiếng Anh thì nó dễ dễ hơn, nhưng mà sẽ tới lúc mà có một số cái mình không biết lưu tiếng Anh là cái gì cho nó hợp lý á. Lưu tiếng Việt nó dễ. Thép sàn. Rồi đó thì nó sẽ có một cái detail view mà cắt một một thép sàn. Rồi ok, giờ các bạn vô đây bắt đầu vẽ thép, nó là vẽ thép thôi. Rồi trước khi vẽ thép các bạn coi nè. Để mình ở trong đây nó có sẵn mấy cái rebar section nè. Đó. Đó, những cái rebar section này. Đó. Thì tí nữa mình sẽ chỉ các bạn là set cái này, set up cái này. Rồi. Cũng đơn giản thôi, không có gì hết. Thì đây là một cái mặc định đúng không? Các bạn coi. Đây là đang nét bê tông đúng không? Đang nét bê tông nè. Giờ mình muốn sao? Giờ mình muốn là cái nét này không còn bê tông nữa thì mình vô VG. Vô cái phần structural framing. Vì mình cắt qua mặt cắt. Cắt qua mặt cắt nha, nên mình sẽ thiết lập qua mặt cắt. Rồi ở chỗ này có ai hiểu không? Bình thường mình hay chỉnh qua project surface nhưng bây giờ mình lại chỉnh qua bên là cái phi phi cơ. Đó, ở chỗ này có thắc mắc không? Rồi ok, vậy mình tiếp tục nha. Rồi mình sẽ bỏ cái visible của cái mặt cắt đi. Rồi ok, giờ bắt đầu vẽ thép thép sàn. Thì mình vẽ thép sàn cũng giống như thi công thép sàn vậy đó. Bây giờ ta thi công thiết lập dưới trước. Ở phương X phương Y dựng được nhưng mà sẽ thi công lớp dưới trước. Rồi mình sẽ vô structure nè, mình vô rebar nè. Rồi các bạn nhớ hồi bữa chỉ không là chỉ sử dụng cái thép thẳng, nó thép thẳng. Rồi mình sẽ rời vô đây, mình sẽ đặt một cái thép vô đây. Rồi mình đặt đại ở giữa đây, đặt đại ở giữa thì cái đây á mình nên chọn cây phi 12. Thép sàn sẽ là cây phi 12. Rồi khoảng cách à đúng rồi, trước khi vẽ thép á mình sẽ chọn lớp bê tông bảo vệ, mình thiết lập lớp bê tông bảo vệ. Thiết lập bê tông bảo vệ ở trên đây nè, structural nè, structural nè, reinforcement, rebar cover setting. Đó, mình sẽ set cái đây. Thì ở đây nó có rebar cover slab là 25 nè. Rồi ok, đã set rồi thì mình nhấp vô cái slab. Mình nhấp vô slab. Nhấp vô slab. Rồi mình thấy nè. Rebar cover, kéo cái này vừa lên xíu. Thì thấy là rebar cover slab. Thì cái lớp bê tông bảo vệ của thằng này đã thiết lập ở thằng slab rồi. Rồi ok. Rồi tiếp theo nè. Rồi giờ các bạn thấy cái thép nó hơi khó nhìn không? Hơi khó nhìn ha. Rồi giờ mình sẽ chỉnh chỉnh màu cho cái thép này. Mình sẽ chỉnh màu cho cái thép này. Rồi các bạn á, giờ mình vô VG nè, mình sẽ vô structural rebar bấm chữ S. Structural rebar, mình sẽ chỉnh ở chỗ cái line nha. Đối với dàn thép á thì mình sẽ chỉnh ở dàn cái line. Bấm vô đây. Mình sẽ chỉnh dạng solid, chỉnh dạng solid. Solid. Rồi, color chỉnh màu đỏ đi, màu gì cũng được, màu đen cũng được. Thì mình sẽ cho cái độ dàn nét là 3. Ok. Rồi các bạn bật TL lên. Bật TL lên. Đó thì sẽ thấy được cái đường thép như vậy. Đó, các bạn lưu ý nha, nhớ chỉnh cái đường thép nó bật TL lên. Rồi khi mà bật TL lên á thì có phải là thấy cái đường dầm với sàn nó dày quá không?